Rồi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ mở cho mọi người xem một sản phẩm. Đây là cái thùng hàng mình vừa mới nhận được. Được bao bọc rất là kỹ. Mọi người có thể thấy đây. Bây giờ mình sẽ mở cái sản phẩm này ra các bạn nhé. Đây là cái màn hình HP Z24i. Hàng này có thể gọi là hàng hiếm đó các bạn, bởi vì đây là một cái sản phẩm dành chuyên cho các dòng máy trạm. Đấy, cái màn hình này là dùng cho các cái những cái công việc liên quan đến đồ họa, mà đặc thù của nó là nó cực kỳ bền các bạn. Thì đây là hàng rất là hiếm, trên thị trường hiện nay mình thấy chỉ có một chỗ bán cái sản phẩm này thôi. Bây giờ mình sẽ mở sản phẩm này ra cho các bạn xem nhé. Màn hình HP Z24i. Đóng thùng rất là kỹ các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở các cái phụ kiện này ra các bạn nhé. Thật ra thì đây là sản phẩm mình mua lại. Sản phẩm này đã qua sử dụng, không phải là hàng mới. Đây là sợi dây cáp, cáp nguồn. Đây là dây cáp DVI. Rồi tiếp tục, cái này chắc có lẽ là cái đế này. Hy vọng nó không trầy xước gì nhiều.
rồi. Chào đế khủng quá các bạn ơi, quá khủng luôn. Hàng đã qua sử dụng này nó trầy xước khá là nhiều. Thật ra thì mình cũng quan trọng hình thức lắm, mình chỉ quan tâm đến cái chất lượng hình ảnh thôi. Vì khi mình mua cái này mình đã xác định là chỉ chất lượng hình ảnh là quan trọng, chứ hàng cũ mà làm sao mới được. Nhưng mà phải công nhận là cái đế này đế khủng các bạn, nhìn đồ sộ quá. Này gắn sao. Rồi bây giờ đây sẽ là cái màn hình. Mình sẽ mở cái này ra. Phải cực kỳ cẩn thận. Người bán người ta gói rất là kỹ nên mình cũng tin tưởng vào cái chất lượng, bởi vì sản phẩm tốt thì người ta mới gói kỹ như thế này. Mình có hỏi cái người bán rồi thì người ta nói là đảm bảo về cái chất lượng hình ảnh, màn thì người ta đảm bảo là còn mới, nhưng riêng về cái chân đế thì nó hơi cũ một chút. Chỗ này thì mình không dám dùng dao, mình đập hiển cái màn hình. Mà khá là mới các bạn nha. Đây, đây là cái màn các bạn. Đây là cái màn hình của mình sau khi setup xong, như các bạn thấy đây. Thì mình giới thiệu sơ về cái một số cái thông số chi tiết của cái màn hình này. Màn hình này là màn hình HP Z24i 24 inch các bạn nhé, chuyên dùng cho đồ họa.
Đây được xem như là một cái màn hình đầu đồng cối đá mà mình nghĩ thì nếu như mà các bạn cố gắng tìm hiểu thì các bạn sẽ biết cái sản phẩm này nó thực sự là một cái con khủng long trong thiết kế đồ họa ở thời gian trước đây. Nhưng bây giờ hiện tại mình xong mình thì mình dùng thì mình thấy cũng rất là ok, rất là ổn các bạn nha. Cái này màn hình này sử dụng tấm nền IPS cho nên là nó tạo ra được cái màu sắc rất là thực tế, nó không có nịnh mắt lắm nhưng mà nó rất thực tế các bạn nha. Cho nên chúng ta làm những cái công việc liên quan đến đồ họa nó sẽ cho ra cái hình ảnh nó trung thực. Và cái sản phẩm này thì được kết nối với nhiều cái cổng như là cổng DVI, cổng DP hay là cổng Vega, rất là phổ biến. Hầu như là những cổng này rất phổ biến để các bạn có thể kết nối với máy tính rất là dễ dàng. Sản phẩm này có độ tương phản là 1000:1, thời gian đáp ứng là 7ms/GTG, độ phân giải của nó là 1920 x 1220. Đấy thì đó là cái màn hình HP Z24i. Thì các bạn xem đây, HP đây, đầu đồng cấu đá này các bạn, nhìn nó khủng lắm các bạn à. Hôm trước thì mình có làm một video clip về cái màn hình Dell, thì đây mình có thêm con Dell này nữa. Đây mình dùng hai con phục vụ cho công việc của mình. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn xem lại cái đoạn video clip trước đây mình đã làm về cái màn hình Dell. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào.